Gói nếp dẻo đông lạnh. Ha, ngon quá đi. Sau khi học võ về phải ăn ngay thôi. Khê khê khê. Ở đây ngoan nhé. Em giấu cái gì kỹ thế? À, giật cả mình. Gì thế? Chị ơi, Vicky này, chị thiệt thôi, không được đụng vào bánh nếp đông lạnh của em đó. Biết chưa? Đánh em đó đông bổn bổn. Không thèm. Còn em, không được đụng vào kẹo sô cô la của chị đấy, biết chưa? Kẹo sô cô la này là sô cô la được làm thủ công, chị đã ăn 3 viên rồi, chắc chiêu lại 9 viên để đây đó. Không thèm. Chị thiệt đói, không được ăn bánh nếp đông lạnh của em đó nha. Không thèm. Này nhơ, em cũng không được động vào đồ của chị đâu đấy, biết chưa hả? Tuyệt đối không ăn đâu. Đánh rắm rắm bổn bổn. Sô cô la ở đây ngoan nhé. Sô cô la của ta. Em đi học võ đi. Yay. Tuyệt đối không được ăn đó. Biết chưa? Cái của em đó, của em đó. Không thèm bùm bùm. Hay là giờ mình quay TikTok ta. Để hát cùng thì phải nhấn vào giữ nút ở bên dưới đây là được này các bạn. Nhấn vào giữ này, sau đó nhấn vào cái nút song ca này. Rồi sẽ hiện ra như thế này. Đấy, bây giờ mình sẽ chọn phông nền nhá. Sau khi chọn phông nền xong thì hãy nhấn vào cái nút chuyển đổi bên dưới này là được này. Thế là xong, đã xong rồi này. Bạn tớ sắp đến nơi rồi. Quay xong rồi chỉ đăng lên thôi. Kiểu Vicky. Vicky ơi. Soda đến rồi đấy à. Yo, what's up Vicky? Yo, thế là cũng đến rồi kìa. Cậu đang làm gì thế? Cậu đang quay video TikTok. Các cậu cùng quay video xong ca đi. Ok, bây giờ mình làm luôn đi. Quay một mình thì hơi chán. Các cậu tối rồi là vui quá. Tốt quá. Thú vị chứ, yo. Ôi, nhưng mà tự nhiên tớ thèm đồ ăn ngọt. Tớ muốn ăn cái gì đó ngọt ngọt đấy. Tớ cũng vậy, đồ ngọt á. À, tớ có cái này quý lắm ấy. Mỗi cậu chỉ được ăn một cái thôi nha. Mỗi người một cái thôi đấy nhá. À, cái đó là gì vậy? Cậu mở ngăn đông đá ra là thấy đấy. Thấy ngay á, tớ biết rồi nhé. Các cậu cũng quay TikTok đúng không? Tớ mở sẵn đấy nhá. Ok, thích quá, yo. Nào, bấm cái phần song ca. Cái này á. Có vẻ như là cái này hay sao ấy. Có vẻ đúng rồi. Cậu ấy bảo mỗi đứa ăn một cái. Đấy lại là đồ ngọt nữa kìa. Đúng rồi, mở ra là thấy ngay thì chắc là cái này rồi. Vicky ơi, bọn tớ ăn mỗi đứa một miếng nhé. Ăn đi. Đã chuẩn bị xong, cô mình thật đẹp. Quay soda trước là được đây này. Ok. Cậu đang ăn cái gì đấy? Sao thế, có vấn đề gì? Cậu ăn mất cái bánh nếp đông lạnh rồi á. Sao thế? Không được á. Sao thế không được rồi? Trời ơi, phải làm sao bây giờ? Cái đó là của Rion đấy. Nó bảo là sau khi học võ về nó sẽ ăn. Còn mà nó không được động vào nó nữa. Thế á? Phải làm sao bây giờ? Phải ra ngoài mua trả lại á. Nếu vậy thì bây giờ mình sẽ làm một món giống như vậy. Bánh nếp đông lạnh là để lại được mà. Giống cái đó á? Là gì vậy? Jelly cuộn này. Cái này hiện giờ đang cực hot trên TikTok. Nhất định là phải ăn thử nó đấy các bạn ạ. Kinh khủng thế cơ á. Cái gì thế? Rất là ngon và thú vị luôn. Đúng rồi, cái này nếu mà ăn đông lại nó cũng phát ra tiếng thích lắm. Phát ra tiếng thích á? Thế thích quá. Cái này làm như thế nào vậy? Cái này làm dễ thôi đấy. Lột một cái jelly cuộn ra rồi trải nó ra như thế này là có thể làm giống như cơm cuộn đấy. Wow, thú vị quá. Xem này. Mở dễ dàng thật đấy. Trải ra như thế này nhá. Bình thường là mình sẽ ăn như vậy luôn ấy, nhưng mà hôm nay chúng mình sẽ để trái cây vào đây, cho kem vào nữa. Sau đó cuộn lại rồi đông lạnh nó. Wow, thế thì hay quá. Đúng rồi, có vẻ thú vị lắm. Thú vị mà còn ngon nữa đúng không? Thích quá. Vậy thì chúng mình cùng cuộn jelly nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. Sau khi mở jelly ra rồi thì để nho sữa này vào. Sau đó mình sẽ cho hẳn một muỗng kem vào nhé các bạn. Cái phần kem này sẽ bao quanh trái nho này nhé các bạn. Tiếp theo cho một muỗng kem nữa. Xúc. Đấy, nó như thế này đấy. Tiếp theo chỉ cần gói gọn lại là xong.
cái chất liệu này á, là nó dễ dàng dính lại, nên là chúng nó tự dính lại với nhau ấy, cho nên là các bạn phải cẩn thận một chút nhé các bạn. Không được không được, cuối cùng phải gói thật đẹp mà, trời ơi. Ấy, tiếp theo mình sẽ dùng tay bóp lại đều 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 như này. Đấy, xong rồi. Trên này mang đi đông lạnh nha. Mang nó bỏ vào ngăn đông là được. Wow, thật là thú vị đấy. Được quá đi. Ồ, tụi mình ăn mỗi đứa một cái nha. Nào nào, ăn thử đi, ngon lắm ấy, kêu Vicky. À, cảm ơn Vicky nhé. Mình sẽ ăn vị trái cây Nhật đấy. Cái này ăn như nào á? Đầu tiên là mình mở nó ra, cái hình tròn như thế này. Sau đấy lăn, mở ra xong rồi. Mình xem thử nhé. Ngon quá. Nó có vị giống nước ép trái cây. Vị ngon quá. Nó làm đông rồi ăn không biết vị nhẽ như thế nào nhỉ. Nghe thực sự là thích lắm ý. Còn ngon nữa chứ. Nào bây giờ mình làm luôn cái còn lại nhá. Lần này mình sẽ làm cái jelly màu đỏ vị dâu. Mình sẽ để trái dâu luôn vào trong đây nha. Cái này chắc là ngon lắm ý. Sau đó hai bên này mình sẽ để kem có vị yogurt vào các bạn ạ. Có ai thích vị kem yogurt không nào? Thôi. Tớ cũng thích nữa. Hay nhỉ, vị của tụi mình khá là giống nhau đó. Kêu Vicky. Ồ, cái này mình làm hơi to đấy. Nhưng mà mình có thể dùng tay để làm cho nó tan ra một tí. Làm giống như là bánh mochi đấy. Đấy, tan rồi. Nào, bây giờ mình sẽ cuộn nó vào nhé. Đấy, sang một bên. Tiếp gói bên này nào. Tiếp theo là ở cái chỗ này. Ấy, cái này hơi khó một tí. Ôi, giá lần rồi. Bây giờ vấn đề là bên còn lại đây này. Cái bên này là hơi khó đấy nha. Ê, dính được rồi. Sau đó mình sẽ dùng tay bóp nó lại gọn gàng nha. Làm sao mà để cho nó đừng có vỡ. Đấy, xong rồi. Wow, đẹp quá. Đúng rồi. Bây giờ chỉ cần làm đông nó là được đấy. Rion, tối rồi, phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Làm sao bây giờ? Nếu mà nổi giận thì tính làm sao? Em về rồi. Chị Sara. Chào em Rion. Cậu nói đi, cứ cậu làm mà. Hả? Nói cái gì cơ? Thật ra là Rion ơi, không phải như vậy đâu. Chị không phải cố tình ăn đâu. Chị tưởng Vicky ám chị cái của em. Chị hiểu nhầm đã ăn mất cái của em. Bánh nếp dẻo đông lạnh của em rồi. Chị xin lỗi. Bánh nếp dẻo đông lạnh đó. Không sao đâu. Chị lỡ ăn rồi thì không sao đâu. Khe. Audion tốt bụng quá. Bù lại, chị sẽ cho em ăn kẹo tụi chị làm được không? Kẹo chị làm á? Wow, cái gì đây? Cái này là jelly cuộn đông lạnh đây. Bên trong nó có trái cây với kem nữa, ngon lắm đấy nhá. Ồ, mấy món em thích có trong này này. Để em ăn thử nha. Hồi hộp. Wow, ngon lắm luôn. Tụi mình cũng ăn thử đi. Bọn mình ăn thử nhé. Ngon quá. Vậy thì mình cũng ăn. Vị này ngon dã man luôn ý. Bên trong còn có dâu nữa. Amazing. Ngon thật luôn á. Bên ngoài là jelly này. Bên trong có kem và dâu nữa. Ngon quá trời quá đất luôn. Thật á, nếu vậy thì may quá. Hay quá, hôm nay là một ngày vui. Ăn jelly cuộn đông lạnh. Đại thành công.